Rồi hôm nay bất ổn rồi các bạn ơi, con heo này nó đang đẻ nè. Rồi bắt đầu mình đi qua đây mình thấy con này nó chảy sữa nữa rồi, khả năng là hôm nay hai con là đẻ cùng ngày luôn các bạn. Con này chắc đẻ trễ hơn. Mình xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay thì mình có con heo nó chuẩn bị đẻ, nó đẻ ban ngày các bạn. Bây giờ mình quay cho các bạn xem nè. Con này là con heo tơ ba máu. Bụng nó thì cũng tương đương, cũng nhỏ thôi chứ không lớn đâu. Nếu mà nó đẻ con bình thường á thì mình đoán tầm chừng 7 con 8 con à. Nếu mà nó đẻ con nhỏ hơn nữa thì có thể là 10 con, mà đẻ con lớn hơn nữa chắc chừng 7 con các bạn ơi. Rồi bên đây là cái đàn bữa hổm mình quay cho các bạn xem, 18 ngày mình tách nè, hôm nay nữa là nó 21 ngày rồi. Rồi cái đàn này là nó đẻ được 3 ngày kìa nè. Là mình bấm găng rồi nhưng mà mình chưa cắt đuôi nó. Đàn này 14 con mà nó đè 2 con các bạn ơi. Ngày thứ hai nó đẻ 1 con rồi, sáng nay nó đè 1 con nữa rồi. Đè nó lựa con bự không à, tại con bự nó giành bú. Nó không phải là nó không biết chăm con, mà do là nó ngủ vậy nè, mà nó nằm sấp, cái đầu con nó nằm sát vô, cái nó ngã gan cái là nó đè luôn nha. Đây nó nằm ở đằng kia kìa, nó nằm ở đằng này nè các bạn, nó giữa màn hình đó các bạn thấy không. Rồi cái con này thì tới ngày 20 mấy các bạn là nó đẻ. Con này thì bụng mình thấy là nó cũng ok đó. Con này là nó đời thứ tư rồi, con này là F4 rồi. Các bạn thấy cái ở phía sau nó có đốm không? Con đời thứ 4 rồi, nhưng mà cái bụng nó mình cũng thấy là cũng được, chắc 10 con, 11 con là chắc được. Rồi mình quay con mẹ nó nè, con mẹ nó là cũng tới ngày 20 mấy nè, chắc cũng xê xích với nó. Con này là con mẹ nó nè các bạn, con mẹ nó là lứa rồi đẻ 20 con nè. Đó, con mẹ nó thì chắc 10, 12, 13 con thì chắc ok. Mẹ nó thì mấy lứa trước mình thấy bụng nó to, mẹ nó thì mấy lứa trước mình thấy bụng nó nhỏ mà đẻ cũng nhiều lắm. Đây là con mẹ nó nha, mẹ nó là ba máu, còn nó là đời thứ 4 rồi, nó F4 rồi. Đây nó nằm ra rồi nè. Các bạn nhìn thấy sữa nó không? Sữa nó chảy nè. Đó, sữa nó trắng trắng đó các bạn. Chỗ này là trắng trắng luôn nè. Nó nằm nó tự chảy luôn á. Rồi ở đây mình cập nhật tình hình con heo mình nó đẻ ra nè các bạn, nó lú 2 giò trước ra nè các bạn. Đó, mình mới vừa kiểm tra que phối mình đưa vô khoảng chừng 3 tấc là chưa đụng heo con. Mình ra ngoài khoảng chừng 2 phút mình đi vô là mình thấy cái giò nó lú ra nè. Để mình kéo cái giò nó ra tiếp nha các bạn. Thế mình kéo giò nó ra. Con này nãy giờ là lâu lắm rồi mà nó chưa ra các bạn ơi. Các bạn để ý nha, cái này là nó ra ngược nha các bạn. Cái giò nó phải quay về đây mới được nha. Rồi ra một con đầu tiên các bạn. Cái này là do cái con heo các bạn là nó ra ngược chiều với con mẹ nó, thì nó hơi khó ra nên nó ra chậm nha các bạn. Các bạn nhìn thấy sữa nó nhiễu kìa, thấy trắng trắng rồi, sữa nó sữa nhiễu kìa, quá trời nhiều sữa luôn. Ví dụ như là con mẹ nó 4 giò đưa về đây thì nó ra đầu trước hoặc là đuôi trước thì nó cũng phải đưa 4 giò về trùng với con mẹ nó thì mới ngay chiều nha. Còn mà nó đưa giò ngược lên trên lưng con mẹ nó là nó ra là ngược chiều, là nó khó ra nha các bạn. Cái đường của nó là nó hơi cong nhẹ về đây xíu, còn nó này con heo con nó ra là nó hơi cong về đây kìa nè, nó ngược đường xíu nha các bạn. Đây là con đầu tiên. Con này thì nó cũng vừa heo, nó cũng không có bự không nhỏ, nó vừa giống như bầy trước các bạn, giống như con đằng đó vậy đó. Còn mấy bầy bên đây nó mới ngủ và nó thức nó quậy rồi nè. Rồi heo của mình nó vừa đẻ ra con thứ hai nè các bạn. Mình quay hướng dẫn trên TikTok là cái vấn đề mà sữa nhiều nó dễ bị viêm vú, nó không cho con nó bú á, thì nó đẻ ra con thứ hai luôn rồi. Đó, ở trong sọt này con đầu tiên, con này con thứ hai. Con này chắc đẻ không nhiều đâu các bạn ơi. Con này cũng hơi trọng trọng đó, nó cũng không to mà nó không nhỏ, nhưng mà nó cũng vừa heo đó, mà bụng con này nó nhỏ nha. Được hai con rồi, bẻ sữa rất là nhiều luôn. Con này khả năng một là mình sẽ nuôi nó bỏ, hai là mình sẽ bắt vài con của cái đàn này qua cho nó bú bớt nè. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật cái tình hình con heo này thêm. Các bạn nhìn thấy sữa nó chảy nè các bạn, nó nhiễu nè. Đó, quá trời nhiễu luôn, thấy chưa. Ở đây cách mình xử lý những con sữa nhiều mà nó dễ bị viêm vú, nó sốt sữa nè các bạn. Ở đây là hai con này là hai con của cái bầy khác nha, con này với con đó là của bầy khác, là mình bắt qua lại cho nó gút sữa bớt để cho nó nằm xuống nó đẻ. Các bạn thấy nó thở không? Thứ nhất á là nó đang đẻ nó mệt rồi, thứ hai nữa là sữa làm cho nó căng, nó khó chịu, nó thở, nó hà hồng nó thở đó. Rồi để một tí nữa nó nằm yên, hai con này nó bú rồi, mình sẽ bắt qua vài con nữa để cho nó gút hết một lượt sữa này đi. Heo mình nó đang gặn ra con thứ ba nè các bạn, để mình qua bên đây mình quay cho các bạn nha. Rồi con thứ ba ra các bạn ơi, con thứ ba ra đầu trước,
Con thứ ba này cũng giống như hai con trước luôn, cũng được các bạn ơi, cũng không có to lắm. Hiện tại là heo của mình nó được 3 con rồi, có 2 con qua đây bú nhờ, rồi bây giờ nó nằm yên rồi, mình sẽ thả vài con nữa để cho nó bú, nó rút cái đợt sữa này đi, để cho con heo nái nó dễ chịu nha. Trong đây 2 con rồi nè. Rồi heo của mình nó chuẩn bị ra con thứ tư nè các bạn, để mình qua bên đây mình quay cho các bạn xem nè. Sắp ra các bạn ơi, sắp ra tới rồi. Rồi ra luôn các bạn ơi, ra luôn rồi, ra tới rồi, nó cắn cái cây. Đó, nó lú giò ra các bạn thấy không? Đây nè, nó lú cái giò ra nè, để mình chỉnh, để mình kéo nó ra tiếp nha các bạn. 4 con này là không phải con của nó nha, con của này là qua để cho nó rút sữa bớt, để cho nó đừng có bị diêm vú tắc sữa nha các bạn, chứ không phải là con nó đâu. Đó, nó ra giò trước nè, nó lọt ra các bạn ơi, lọt ra rồi. Đó, con thứ tư nha. Trong đây là 3 con của nó nè, với con ngoài là con thứ tư nè. Còn mấy con này là chỉ mấy con mượn để cho nó rút sữa bớt, đừng cho nó bị diêm vú tắc sữa làm cho con heo khó chịu với nó sốt thôi. Cũng to các bạn ơi, con thứ tư này cũng to lắm nha. Để mình lau chùi nó, mình bỏ vô sọt đi. 4 con này nó bú no rồi, bây giờ mình sẽ bắt nó về để mình trả cho bầy của nó, để cho mình thả 4 cái con của nó ra, cho 4 con nó bú nha. Còn mấy con bên đây á, thì vài ngày nữa thì mình xuất cho khách rồi các bạn ơi. Hiện tại á, là heo của mình á, là không có đủ dao, tại vì có một số heo á, là khách đã đặt cọc trước rồi, chưa đẻ nó đã đặt cọc trước rồi. Thì các bạn thông cảm giúp mình, khi nào có heo thì mình mới dám hứa, không có heo á thì mình không có dám hứa các bạn. Sợ không có heo để giao cho các bạn thông cảm giúp mình nha. Rồi các bạn, chắc hôm nay tới công chuyện với mình rồi, mình tính lấy đồ lau chùi con này. Mình đi qua bên đây phát hiện con này nó chưa tới ngày đẻ nữa mà nó có sữa, nó nhiễu luôn các bạn. Mình kiểm tra là sữa nó bún thành tia luôn rồi. Con này khả năng là nó đẻ trong hôm nay, chắc chiều nay hoặc tối nay là đẻ luôn nè, sữa bún thành tia rồi nè. Nó chảy sữa đó. Bữa nay là một ngày mệt mỏi rồi các bạn ơi. Để mình lau chùi con này trước rồi cập nhật thêm nha. Rồi heo mình chuẩn bị ra con thứ năm nè các bạn, lú giò ra nữa rồi nè. Đó, các bạn thấy chưa? Quay cận cảnh lại cho các bạn xem nè, hai giò nó ra trước nè. Cái bầy bú hồi nãy mình đã đưa về trả hết rồi nha các bạn. Cái này là con của nó nha. Ở đây là một con nè, hai con. Rồi lọt ra luôn rồi. Trên đó ba, hai con đó là 4 con nha. Đó. Đây là con của nó, mấy con khác là mình đã trả về rồi. Để mình lau chùi con này đi rồi mình quay tiếp cho các bạn xem. Con này cũng to đó, nãy giờ đợi hơn nửa tiếng rồi. Bụng con này nhỏ 5 con rồi, không biết còn con nào nữa hay không các bạn. Thấy cũng xẹp rồi đó các bạn ơi. Rồi ở đây heo của mình mới vừa đẻ ra con thứ 6 luôn các bạn ơi. Bên đây là 5 con rồi nè. Đây đẻ ra con còn dây gúng luôn, 6 con nha. Con nào cũng to hết trơn á, khoảng trừ con thứ 4 đổ đi là to lắm các bạn. Mà bụng thì xẹp rồi. 6 con là mình chỉ mới quệ vốn thôi các bạn. 6 con này mình nuôi lên đến 10 kg, là tiền cám, tiền vaccine, tiền thuốc này kia đồ mình trừ vô hết á, là 6 con này á, là mới có quệ vốn thôi nha các bạn. 7 con đổ lên á thì mình mới có lời. Còn vậy là giống như là nuôi để lấy heo con này nuôi thịt lại thì có lời cái phần nuôi heo thịt thôi các bạn ơi. Chứ heo con mà để 6 con là bị vốn nha. Rồi tiếp theo nó đang gặn con thứ 7 nè các bạn. Nó gặn nãy giờ chắc cũng khoảng 15 phút rồi đó, chưa có ra. Nhưng mà mình không có can thiệp, mình thấy nó đẻ được thì mình cứ để cho nó đẻ nha. Con này là chưa chích oxytocin gì hết. Rồi ra luôn các bạn ơi, rồi ra nhau luôn. Chắc con này chắc 7 con quá các bạn. Rồi hiện tại là 7 con mà bụng xẹp lép luôn rồi, bụng nó cái chỗ này nó không còn đội nữa, nó teo luôn rồi. Rồi để mình xử lý con này xong đi rồi mình sẽ cập nhật tiếp cho các bạn nha, xem nó còn con hay không nha các bạn. Mấy bầy bên đây nè nó la quá trời la luôn rồi, bắt đầu là mình cho nó ăn. Đây mấy con nái này cũng vậy nè. Nó đòi ăn quá trời luôn rồi đó, bắt đầu là mình phải cho nó ăn chứ nó la làng chịu không nổi luôn. Còn mấy bầy bên đây, bữa nay nó 21 ngày nè, 18 ngày là tách rồi. Bầy này 3 ngày, đè 2 con rồi, giờ còn 12 con rồi các bạn. Mẹ nó thì cũng khéo lắm, mà có con cái á, là nằm cái bắt đầu nó bu lại, nó nằm dưới đít nè. Hoặc là con mẹ nó nằm đưa lưng lên, rồi nó nằm, cái mẹ nó ngã ngang cái là nó đè. Nó đè 2 con bự luôn, ổn các bạn. Lúc nãy nó đẻ ra con thứ 7 các bạn, là nó ra một chùm nhau rồi. Bây giờ mình phát hiện là nó ra thêm một chùm nữa, nó nằm ở dưới đó các bạn. Các bạn thấy dưới này không? Một chùm nhau nữa. Là mình đón con này khả năng là nó chỉ có 7 con thôi các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiêm cho nó oxytocin nha. 3 xe oxytocin. Rồi khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng sau thì mình sẽ tiêm cho nó một mũi amox. Con này khoảng 150 kg thì mình tiêm khoảng 15 xe nha các bạn. Con này con tơ.
Rồi con này á là 6 con là về vốn, chỉ lời được một con thôi. Rồi tiếp theo á là chiều nay hoặc tối nay thì mình sẽ đợi con này. Hiện tại bây giờ là gần 4 giờ chiều các bạn. Con này nó cũng có sữa rồi, lúc nãy mình quay cho các bạn xem đó. Rồi tiếp theo á là cái con này nè các bạn. Con này á thì ngày 22 tháng 4. Hôm nay là ngày 10, 13, 14 gì đó. Rồi tiếp theo là cái con này là ngày 27 tháng 4. Con này thì bụng cũng được được thôi. Nó đứng thì nó hơi thòng xuống các bạn, chứ nó nằm thì nó giống như con vừa mới quay vậy đó. Rồi heo mình khả năng là con này sanh được có 7 con thôi các bạn. Các bạn kiểm heo với mình nha. Ở đây là 1, 2, 3 nè, 4, 5, 6, 7. Đó, đàn heo của mình được 7 con thôi. Vú rất là to luôn. Nếu mà ngày mai mà vú nó nhiều, sữa nó nhiều nữa các bạn, là mình sẽ bắt vài con qua cho nó bú tiếp nữa. Thường thường heo của bạn đẻ ra từ 3 đến 7 ngày là nó dễ gây ra hiện tượng viêm vú, thở gấp. Rồi nó không cho con bú, nó nằm úp bụng xuống, bỏ con vô là nhiều khi nó cắn. Những con nái hung dữ là các bạn đưa cây vô là nó cắn cây luôn. Nhiều khi là nó muốn táp các bạn luôn á. Rồi hôm nay là 7 con thôi các bạn. Mình chờ cái con chiều nay nó sanh coi là nó được bao nhiêu con nha. Bên đây cái đàn heo đang sặc rồi. Cái đàn này hôm nay là 21 ngày nè, ăn uống khỏe mạnh bình thường các bạn. Đàn này là 3 ngày nha. Còn mấy đàn dưới đây thì lớn rồi.